nấu cháo gà đi mẹ. Em chặt dừa làm rau câu, làm rau câu dừa. Con qua đây chế nước vô nè con. Kiếm chuyện làm cả nhà ơi, làm đủ thứ hết trơn á. Bữa nay em làm rau câu dừa nha. Cả nhà ơi, cái mùa này nhà thì có dừa cũng có nha con. Có gì mình làm đó. Cái này mình cũng mới làm lần đầu nên là mình làm thử 5 trái trước đi, xong rồi sau này mình làm nhiều thiệt nhiều. Rồi 5 trái luôn đó nha, cũng nhiều quá nha. Mà mua có 2 bọc rau câu là đủ không? Đủ không? 5 trái này để mình bỏ vô vô trái luôn đi ha. Trái mình bỏ vô tủ lạnh hả? Đủ 3 lít không? Hả? 3 lít. Dạ con. Không đủ thì thêm nước vô. Thêm nước vô. Rồi rửa sạch cái lít rồi được. Xong. Cả nhà ơi, rau câu 2 bọc rau câu em trộn vô trong đường phèn luôn rồi cả nhà ơi. Đó, 2 bọc rau câu nha, trộn vô đây hết luôn. Giờ mình đã cái ngọt. Chế nước này vô trong đây để nấu.
nước sôi cái mình bà bỏ đường với rồi để em bắt cái này ra anh. Em bắt lên trên đây rồi đó. Lá dứa hả? Ừ. Ăn miếng lá mình nó sôi ra nước chút rồi mình lấy ra. Đổ thành cho câu. Cho thêm mấy cái lá dứa vô cho thành là nhiều dứa. Mà nhiều lá dứa quá chắc nghi nó thơm lá dứa hơn quá. Kệ đi, nó muốn mua thơm mùi gì đó nó thơm. Cái này tự nhiên đó. Mùi tự nhiên nha. À, tại vì người ta vẫn có bán cái bịch tinh mùi, nhưng mình mùi giải mình cái cây là mấy cái hóa chất mà. Thôi không chạy đó đâu. Nó mình để tự nhiên. Cái này mình trộn nước nước sôi lên là mình bỏ này vô hả? Đúng rồi, nước sôi vô mình chắc vô từ từ chứ phải là lấy cái giá để quậy ha. Xong năm trái đối tay rồi đó. Rồi hốt vỏ dẹp tới nước sôi rồi đó cả nhà. Nước sôi rồi bỏ vô quậy. Thơm á, thơm vừa thơm lá dứa nè, vừa thơm nước dừa nữa. Thơm mà nó hạt thơm đen. Thơm. Vậy là dừa dứa luôn á. Đúng rồi, như dừa dứa. Vậy là dừa dứa luôn. Rau câu dừa dứa luôn nha. Đặc biệt luôn đó. Đây, năm trái dừa sạch đẹp. Trái dừa đó. Sao cho đầy 5 trái dừa đó đi. Mấy cái chung để đâu hết rồi em gái? Quên có sao đâu. Tôi trong YouTube nó có hai cái đường đen hai bên. Chứ không sao. Đâu có nhiều clip nó cũng vậy hả? Đang làm rau câu dừa nha. Mà cái này thấy rau câu dừa nó cũng dễ làm quá ha. Ai ở nhà có dừa á thì mình lấy dừa ra mình chặt ra xong cái mình làm. Nặng tay chưa con? Chưa đâu, chưa. Cái này em cũng mới làm lần đầu luôn á. Mình mới làm lần đầu luôn á cả nhà ơi. Có một em gái ở đây nè. Nó chỉ làm nè, sẵn ở nhà đang có dừa. Cái tự nhiên cái nó chỉ làm rau câu dừa. Okay.
được thêm một món rồi đó. Ở nhà mình có dừa, cái mình làm rau câu dừa. Rồi tới công đoạn chế vô. Chế vô một hũ đó nha. Cái nào xong cái đó. Có đi rồi xíu xíu. Ở đây có 2 cái nè. Rồi bỏ gà luôn vô chứ nào. Có một em gái ở đây nè. Nó chỉ làm nè, sẵn ở nhà đang có dừa. Cái tự nhiên cái nó chỉ làm rau câu dừa. Được thêm một món rồi đó. Ở nhà mình có dừa, cái mình làm rau câu dừa. Rồi xong, thành công rau câu dừa cả nhà ơi. Hello mọi người. Hello mọi người. Bây giờ làm rau câu dừa, hồi sáng tới giờ nó lạnh rồi, để tủ lạnh. Bây giờ 5 trái dừa cộng với nhau ơi, thành công. Được ngon, vừa ăn. 1, 2, 3, vô. thành công mọi người ơi. Đó. Ăn cái này đi. Cái này phải khoe, khoét ra, cái mẹ, mỏ ra thêm. Cũng với dừa mà ăn cái ly. Tôi bán 5 người 5 trái. Cộng với vừa ăn ăn cái ly nha, ăn cái ly nha cả nhà. Vậy nó mới mới đờ mới. Bữa nãy giờ để trong tủ đá nó lạnh là ngon rồi. Ngon. Tủ ngăn đá. Chút nữa chạy qua đưa cho mẹ con. Vừa ăn thôi mà. Ừ, vừa chứ. 2 bọc rau câu, 10 lon nước. Là lon nước đó là tính trái dừa trong đó luôn, nước dừa trong đó luôn. Ừ, hình như là 2 bọc rau câu. 2 bọc rau câu. 7 lon à. 7 8 lon. 7 lon nước à. Ở trong đó người ta ghi hay là mình hỏi người ta? Ngọc nó làm á, ở kinh nghiệm á. Ngon quá. À. Thơm ngon. Dừa dứa nữa. Thơm ngon. Mà dừa rửa dứa. Dừa dứa có lá dứa nữa. Có lá dứa trống. Cho thơm. Ừ, vô. Không? Con ngọng vừa ăn luôn á mà. Ngọt vừa luôn. Nửa cái đường phèn. Nửa cái đường phèn, 2 bọc rau câu. Thuộc tiệt. 2 bọc rau câu là có 16.000 à. 8.000 bịch. 5 trái dừa này cho dừa nhà. Dừa nhà. Không tính. Đường vàng 15.000 hả? Nửa ký 15.000. Là 31.000. Có nhiêu đó à? Mà lại được như đây nè. Không, dừa, 20 hũ này á. Dừa 19. 19 hũ với 5 trái dừa. Ngon quá. Rồi, xong. Chừng nữa cả nhà làm kiểu này đi, ăn ngon lắm cả nhà ơi. Bye bye. Chúc cả nhà ngon miệng nha. Mời cả nhà.